đèn đèn cái chung bình thường thôi, cần gì cao bây giờ. Đấy, đèn kinh chưa? Thế à? Không mang giấy ăn gì cái có cái giấy khô cho mình xin thì mình lau đi cái. Kinh chưa? Đèn tiếp chưa? Quay lau lau phải dài. Lau ra là nhìn thấy mà. Ừ. Lấy khăn khô đừng có lấy giấy ướt nhá. Đừng có lấy giấy ướt. Khăn khô à? Lấy giấy khô sẽ khỏi ạ. Cứ lấy giấy ăn lau, lấy giấy ướt là lau là mình cả. À, đi. Đánh hay bên cuộc sống nhé. Đây, rồi, phụ chị đây rồi. Đâu chỗ nào đánh chỗ đấy. Chị sẽ đánh trên tay xem có bị không. Xem còn hai có đồng số nào. Đưa lên xem nào. Em xem anh có không nào. Không chú ý đến cách là không biết đâu được hay chưa bên cũng đen này, cũng đen này. Hay chưa cho người khác không biết đâu. Cũng đen đấy, mặc dù là đeo dây bạc nhưng mà cũng đen này. Chưa. Mặc dù là ông bị đeo dây đá bạc nhưng mà cũng bị đen. Thấy chưa? Đen. Đen đấy. Đen 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 chú ạ. Chắc là em đau bằng chữ đeo dây bạc này nhưng mà vẫn bị đen. Ôi chết rồi. Ờ tay cô bị không? Có, tay đen đen. Tay không mà. Ui giời ơi, tay chỉ đen quá. Chờ em nhiều đồng minh về mình đánh cẩn thận nhá. Người này ấy thì nên mua cái bọc cà bạc. Hai cái bạc này đánh cho nhanh này. À bọc cà bạc à. Ừ. Cho nhanh nhanh hoặc là đấy, về đánh cho con cho chồng. Hai cái liền đánh luôn. Cho nó đỡ bất công. Xem nhân viên điện thoại được không ạ? Thế thì cô đánh chỗ nào cũng đen được. Ôi ôi, điện thoại này cũng đen rui rui. Ôi thanh niên, ôi. Rác hả? Rác, rác, vì ở đây. Nhưng mà khi mình biết cái này rồi thì mình có đời đánh tài đồng cổ. Cô đã có cổ tài đồng cổ. Không, không bị đau. Thậm chí này không sao, ngon đấy. Không phải bị dính hàn nữa, nó cũng đen. Không, vẫn đẹp lắm. Ôi chết rồi, bây giờ mình phải đi rồi. Thầy xong rồi. Đây đây, chị ngồi đây xem nào. Không mà chị cô đây. Đấy tập mà mình không ra hết độc tố mình không chịu tập. Em mà xuất từ trong tên không đi tập rồi. Đây đen này. Đen này. Đen. Chỗ nào đen. Chỗ nào cũng đen. Ừ chết. Đen. Chỗ nào cũng đen đấy. Những người tập thể dục nó không có đâu. Người ta thái đâu hết ra, quá ra rồi. Mình không tập.